Chào gặp mọi người nha. Cho mọi người xem cái này. Đây các bạn. Mọi người thấy không? Đây là một cái phao để tự động ngắt nước này. Mình đang làm cho nó một cái hệ thống tưới tự động và tự bơm nước tự tưới luôn, có nghĩa là khi mình tưới á, thì nó sẽ tự nước nó sẽ vào luôn, mình không phải, tại vì có những cái trường hợp á là cái bơm tưới này nó khi mà mình dần cái bát này thì tưới nó hết nước, nó hết nước thì cái bơm nó chạy không á thì mình sợ nó cháy, cho nên là mình đã thêm một cái bộ phao tự ngắt, cứ khi mình tưới thì nó sẽ ra nước đó, mà khi mà đầy rồi á thì nó sẽ ngắt, cho nên là lúc nào nó cũng sẽ có nước để tưới luôn, mình chỉ việc cắm điện cho bơm chạy thôi. Và sau này thì mình sẽ làm thêm một cái công tắc hẹn giờ đóng mở tự động nữa, thì mình sẽ hẹn vào buổi sáng hoặc là buổi chiều gì đó, thì sáng mình nó sẽ tự động nó mở điện ra. Nguyên tắc nguyên lý là nó sẽ như thế, nó tự động nó mở điện ra, và mở điện mình hẹn công tắc hẹn giờ đúng không, mình sẽ mở điện, thì mở điện thì đồng thời cái bơm nó sẽ hoạt động, bơm nó sẽ hoạt động thì nó sẽ tưới cái dàn bát này. Và khi nó tưới cái dàn bát này á thì nước sẽ tự động nó vào trong cái bồn, và nước vào trong cái bồn á thì nước vào bơm tưới, và khi mà nước đầy thì nó sẽ tự tắt đó, nên là cái sẽ luôn luôn mở, có nghĩa là nguồn điện sẽ luôn luôn mở và cái van nước đầu vào này cũng sẽ luôn luôn mở. Thì mình sẽ thành một cái hệ thống tự động hoàn thiện luôn, có nghĩa là bạn có đi đâu á cả tuần, 5-7 ngày 10 ngày gì cũng không sao hết, tại vì nước sẽ nó tự động nó vào này, và điện tự động bật tắt, cái ổ điện bật tắt đó thì nó chỉ có 100 mấy ngàn thôi là mình sẽ có cái ổ điện tự động bật tắt rồi, và nước sẽ tự động, điện tự động, cho nên là cái vườn của mình nó sẽ luôn luôn là được tưới đầy đủ, thì nó sẽ hoàn toàn tự động luôn, nó không, mình không cần phải đụng tay vào nữa. Thì cái hệ thống này thật ra thì mình đã làm cho cái vườn sau rồi, nhưng mà vì một vài lý do cho nên là mình đã bỏ đi, mình không có cho hoạt động nữa, và mình đã làm tiếp tục với cái vườn phía trước này để cho nó sẽ luôn luôn tưới, vì cái mùa này là cái mùa khô cho nên là nó sẽ cần rất là nhiều nước. Mình sẽ làm cái hệ thống tưới như vậy. Này có vườn rau nữa, mình đang trồng một vài cái loại cỏ, mình trồng đang trồng cỏ Nhật, cỏ Nhung Nhật, cái này xin về thôi chứ không có phải mua từng miếng từng mảng, cho nên là nó lâu lên nhìn thì nó chưa được đẹp cho lắm, nhưng mà mai mốt thì nó sẽ phun cỏ hết luôn. Em cắt em nhổ luôn, em nhổ vậy luôn đi cho nó có mấy cái, 2 cây á, em cắt bớt một cây đi. Vườn rau lấy một cây đi, lấy cây cái bự, lấy cái nhỏ này, lấy cái nhỏ đi để cái bự lại, ý là nhổ là nó đi luôn, nhổ đi luôn thì đó này, tại vì cái chỗ bán người ta ươm 2 hạt luôn, đây này, cái này cũng 2 này, nhổ bớt, nhổ rồi giữ cái gốc lại, nhổ bớt như vậy thì nó sẽ tốt, cái cây nó sẽ phát triển. Đây này cũng 2 cây nhiều lắm đó, cứ lấy bớt cây đi đó. Thì tí nữa mình sẽ cho, sáng thì mình làm như đây là mình chưa có tưới, hơi có cái hệ thống tưới rất là ok luôn, có hệ thống tưới thì nó sẽ luôn luôn đất nó sẽ luôn luôn ướt, luôn luôn ẩm, tại vì sau này á thì mình sẽ cho hết cỏ luôn. Đây này, mình đang trồng đây nằm cỏ này, vì chịu khó trồng cái này thì nó đỡ tốn tiền rất là nhiều, chứ mà mình mua thảm á thì rất là tốn tiền, một mét của nó tới 100 mấy 100 ngàn, 100 mấy 10 ngàn một mét lận, cho nên là mình chiết ra mình trồng như thế này thì giai đoạn đầu nó hơi cực một tí, cỏ dại nó lên nhiều nhưng mà nó đỡ tốn tiền rất là nhiều. Cái hệ thống bát này mình làm nó dao động một bộ bát như thế này thì nó khoảng 5 với 4 với 3 là khoảng 8 ngàn một bộ như vậy, với đường dây ống nước nữa, mình làm mà gần 20 bát, 18 bát thì tưới gần như rồi. Được đó. Các bạn thấy không? Mọi người thấy rất là ngon luôn.
Đó, thì mọi người nên thử làm cái này, mình chi phí cũng khá là rẻ thôi, không có mắc đâu. Thì mình sẽ tự động tưới, tự động tưới, tự động làm hết, thì nó sẽ đỡ công cho mình và chăm sóc cái vườn của mình nó được tốt hơn rất là nhiều. Đây, bây giờ nó gần đầy rồi ha. Đó. Nó đầy thì nó sẽ cái phao nó lên nó sẽ ngắt. Rồi bây giờ mình sẽ cho tưới thử ha. Cho tưới thử để mình cho đầy đã. Để cho đầy xong rồi mình sẽ tưới thử cho các bạn xem. Đó, sau khi mà nó nước lên, mực nước lên tới đây thì cái phao nó đẩy lên thì nó sẽ ngắt. Thì bây giờ mình sẽ tưới tưới xem nó hoạt động như thế nào ha. Mình có một cái cắm điện. Đó. Chỉ cần cắm nó thôi thì khi mà những cái bát này nó tưới đây, những cái bát này nó hoạt động nó tưới á, thì nước ở đây nó sẽ tự tự nó ra đó, nước sẽ tự nó ra. Cái nguồn nước này thì nó mình sẽ luôn luôn mở ha, cái nước này sẽ luôn luôn mở, cho nên là nó sẽ tự nó ra nước ra bao nhiêu thì cái nguồn nước nó lại vào bấy nhiêu kìa đó, thấy không? Thì việc của mình chỉ cắm điện thôi, việc của mình chỉ cắm điện thôi, không phải làm thêm bất cứ một cái gì nào hết đó. Bát này thì khá là tốt, đều hết luôn tất cả. Thì sau này á thì mình sẽ làm ở đây, đây này, mình sẽ làm ở đây, đây là cái nguồn điện chính, thì mình sẽ làm ở đây một cái điện tự động bật, tự động tắt vào buổi sáng và buổi chiều, thì nó sẽ hoàn thiện xong cái bộ tưới của mình. Nó chi phí cũng không có quá mắc các bạn. Các bạn thấy không? Chi phí thì cũng không có quá mắc đâu. Khá là rẻ thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ có những cái chung là không cần phải phải làm gọi như là tự động hoàn toàn luôn á, không cần phải làm cái gì hết á. Nó tự đóng điện luôn và nó tự tưới, tự vào nước, tất cả mọi thứ đều tự động hết. Mình không cần phải làm bất cứ một cái gì cả. Đó thì cái khu này của mình đang trồng cây trồng hoa này. Đó, thấy không? Trồng rau trồng đồ á. Mấy chỗ này là mai mốt mình sẽ đó, mình trồng rồi đó, trồng cỏ đó, cỏ loại cỏ đó đó. Nó đang mới trồng xuống cho nên là nó chưa có được xanh. Đó thì về cái hệ thống thì nó sẽ như vậy. À, bạn nào thử làm thử, mọi người thử làm thử thì sẽ thấy được cái hiệu quả của nó. Cây cối nó phát triển rất là tốt luôn. À, rồi mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp mọi người vào những video lần sau nha, và sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái vườn của mình cho mọi người xem. Bye các bạn.